tháo gỡ đầu ra cho tiêu thụ vải thiều, thị xã Đông Triều đã cho đánh giá lại toàn bộ diện tích trồng vải thiều đã được thu hoạch trong năm nay tại 6 xã trên địa bàn để triển khai phương án thúc đẩy tiêu thụ. Đồng thời triển khai phương án đưa vào sấy khô bảo quản, sau đó tiêu thụ vào những tháng tiếp theo cũng như dịp cuối năm. Vải mà không tiêu thụ thì bắt buộc chúng tôi vẫn phải cho sấy. Còn nay mai thì lùi được dịch ấy thì sấy là bán được. Đối với cái vấn đề tiêu thụ thì năm nay là ở Bình Khê và An Sinh là chúng tôi triển khai cho các thương lái đến thu mua bởi vì cái sản lượng nó thấp. Tuy nhiên là đối với xã Tràng Lương là diện tích là trên 240 ha, năng suất khoảng cỡ 500 tấn. Thì chúng tôi là cũng vừa kết hợp bán tươi cho các thương lái và chủ động trong vấn đề tiêu thụ sấy vải. Thì hiện nay tôi có 50 cái lò sấy vải, lò công suất cao nhất cỡ khoảng 40 tấn và lò thấp nhất khoảng 3-4 tấn trên một mẻ để bảo quản. Sau đó là để bán ra thị trường khi mà cái dịch Covid nó được hạn chế. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều, dự kiến sản lượng thu hoạch vải thiều năm nay vào khoảng hơn 12.000 tấn. Thị xã cũng đã triển khai các phương án để cho các đầu mối tiêu thụ lớn ở các tỉnh vào địa bàn để thu mua. Từ hôm qua hôm nay thì cũng tạo điều kiện tối đa cho các cái phương tiện của các cái chợ đầu mối tại Thanh Hà, Hải Dương, rồi tại Gian Lộc của Hải Dương, cũng như là ở Vĩnh Phúc, rồi Hà Nội, rồi Thanh Hóa về với ngày Đông Triều để tiêu thụ nông sản. Thế và cũng xây dựng một cái kế hoạch, một cái phương án tối ưu nữa. Nếu như mà tình hình dịch Covid còn phức tạp thì có thể là liên quan đến tuyên truyền vận động đối với lại lực lượng công nhân mỏ trên 10.000 công nhân cũng như là lực lượng giáo viên rồi quân sự tham gia vào cái việc là hỗ trợ tiêu thụ cái quả vải cho Đông Triều. Vải thiều chín bước vào vụ thu hoạch trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, mọi sự quan tâm ủng hộ của người tiêu dùng và chính quyền thị xã hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay sẽ giúp bà con nông dân trồng vải yên tâm thu hoạch để có được nguồn lực đầu tư cho vụ sang năm.